Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần recap của part E, là part cuối cùng ở trong môn học Performance Management, hay chúng ta hay gọi là Performance Measurement. Thì đây là cái phần cuối cùng trong trong cái môn học này, và nó cũng là cái phần được coi là phần quan trọng ạ. Bởi vì là cái phần này nó trùng với tên của môn học, và thường các bài thi ở phần này thì rất là hay rơi vào phần section C, là cái bài tập dài 20 điểm ở trong môn thi Performance Management. Trong phần recap này, chúng ta nhắc lại về các cái chỉ số được sử dụng để đánh giá cái hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cũng như là của các nhà quản lý. Chúng ta có các cái nhóm, các cái chỉ số Financial Indicator. Đồng thời chúng ta cũng được hiểu về các cái sự quan trọng của các cái nhóm chỉ số Non-Finance Indicator. Rồi chúng ta cũng được hiểu cái mục đích về cái performance measurement, thì nếu chúng ta chỉ dựa vào finance indicator thì có thể dường như nó chỉ quan tâm đến short termism, tức là nó những cái mục tiêu trong ngắn hạn. Trong khi đó, doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài và bền vững thì cần phải quan tâm đến những mục tiêu dài hạn. Và chúng ta được giới thiệu về hai cái mô hình được coi là tiến bộ, nó có thể overcome được những cái điểm bất lợi của cái việc sử dụng các nhóm chỉ số financial indicator. Đó là mô hình có tên gọi balance scorecard và building block model, để chúng ta sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Nhóm chỉ số financial indicator hay chúng ta hay gọi là ratio analysis thì nó chia ra thành ba nhóm nhỏ bên trong, đấy chính là profitability, liquidity và các nhóm chỉ số liên quan đến risk, hay còn gọi là liên quan đến investor. Thì cái nhóm chỉ số thứ nhất là profitability, chúng ta hay sử dụng các cái chỉ số để đo lường như là sales growth, tức chúng ta đo lường doanh số của năm nay so với năm trước, hoặc là xu hướng của sales qua 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 năm thì có cái xu hướng, cái chance của nó như thế nào, tăng trưởng ra làm sao, thì đấy là sales growth. Return on capital employed, đây là một cái chỉ số rất là quen thuộc, chúng ta học xuyên suốt chương trình của ACCA. Thì gần như là cái môn học nào mà cứ có liên quan đến báo cáo tài chính, liên quan đến đánh giá thì đều có cái nhóm chỉ số, cái chỉ số gọi là return on capital employed. Thì cái công thức của nó rất đơn giản, return on capital employed để chúng ta thấy được tử số chính là phần profit, đúng không ạ? Capital employed chính là mẫu số. Asset turnover thì đo lường hiệu quả sử dụng tài sản, với một đồng đầu tư vào tài sản thì chúng ta kiếm được bao nhiêu đồng doanh thu. Net profit margin thì tất cả những cái chỉ số nào mà có chữ margin thì có nghĩa là chúng ta chia sale, mẫu số là sale. Thì chúng ta lấy net profit chia sale như 100%. Gross profit margin cũng thế, chúng ta sẽ lấy gross profit chia sale thì ta được 100%. Thì cái công thức này nó rất là đơn giản, chúng ta học F2, F3 chúng ta đều cũng đã học rồi, không có xa lạ gì với các bạn. Nhóm chỉ số về profitability thì chúng ta có thể có một cái mối liên hệ giữa ROCE, cái return on capital employed, thì nó được tương đồng với cái hai cái chỉ số là asset turnover nhân với cả net profit margin. Đấy, tức là hai cái chỉ số này về toán học, bởi vì nó chung cái gì ạ? Nó chung là turnover, chung sale. Thế nên là chúng ta có thể triệt tiêu đi thì chúng ta lập được ra một cái công thức là ROCE. Thì đôi khi đi thi không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ dữ liệu để chúng ta có tử số và mẫu số, vì vậy là chúng ta có asset turnover ratio hoặc là net profit margin mà người ta hỏi, return on capital employed thì chúng ta sẽ lấy hai cái đó nhân với nhau, hoặc tương tự thì chúng ta có ROCE mà hỏi asset turnover thì chúng ta mà lại biết thêm là net profit margin, thì chúng ta từ cái phương trình này chúng ta có thể sử dụng các kiến thức về toán học, chúng ta sẽ tính được một chỉ số còn lại, nó rất là đơn giản. Cái đối tượng thứ hai mà người ta sử dụng để đánh giá trong cái nhóm chỉ số về tài chính, đấy là đo lường về khả năng thanh khoản, measure liquidity. Ở đây chúng ta có các chỉ số về current ratio. Current ratio là đo lường giữa cái tài sản ngắn hạn, current asset, so sánh với cả current liability để cho chúng ta biết cái khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Quick hoặc gọi là asset test ratio, thì lúc này cái tử số của cái current asset chúng ta sẽ loại bỏ inventory, bởi vì inventory thì cái khả năng chuyển thành tiền thì nó chậm, nó không thể được coi là quick được, đúng không ạ? Debtor collection period đo lường cái gì đấy ạ? Cái thời gian mà chúng ta thu tiền khách hàng mua hàng mà nợ chúng ta, thời gian thu là bao nhiêu, đấy, hay còn gọi là AR collection period ấy, tức là account receivable. Creditor period thì là đo lường cái thời gian mà chúng ta nợ các supplier, các nhà cung cấp là bao nhiêu lâu, hoặc hay còn gọi là account payable period. Inventory holding period là đo lường cái thời gian mà hàng hóa của chúng ta nằm tại kho là bao nhiêu lâu, vòng quay của hàng tồn kho.